Xin chào anh chị, xin chào tất cả các bạn. Mình là anh Cò Gia Nâu đây. Ngày hôm nay, anh Cò Gia Nâu sẽ lại tiếp tục chia sẻ tới chúng ta về chủ đề những cái cây thảo dược quanh ta. Và đặc biệt là cái cây thảo dược ngày hôm nay, nó rất ít người biết. Và đặc biệt nó có một cái công dụng là đặc trị bệnh viêm xoang. Và các bạn xem cái cây ngày hôm nay nó đặc trị viêm xoang như thế nào thì các bạn chú ý xem cái video từ đầu đến cuối để có thêm cái kiến thức rất tốt về chữa bệnh viêm xoang nhé. Cái bệnh viêm xoang ấy thì là số đông chúng ta là đều là mắc phải bệnh viêm xoang rồi, vì do rất nhiều nguyên nhân, do môi trường làm việc không đảm bảo hoặc là không khí bây giờ là bị ô nhiễm rất là nhiều rồi. Chúng ta có thể là bị nhẹ thì cho nên nó chóng khỏi, nhưng mà nếu mà bị nặng thì là khi mà thay đổi thời tiết cái là biết ngay. Và trước khi mà chia sẻ về cái cây chữa bệnh viêm xoang đó là cây gì thì xin phép cho anh Cò Gia Lâu gửi lời cảm ơn tới giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Bác Đỗ Tất Lợi thân mến, cháu là Hùng từ Hà Tây. Cháu gửi lời chúc sức khỏe tới bác, cũng như là lời cảm ơn chân thành nhất tới bác và đội nhóm của mình đã rất dày công nghiên cứu, mất rất nhiều thời gian cũng như là công sức và tiền bạc để nghiên cứu ra, cho ra cái quyển sách cây thuốc Việt Nam mà nó rất là dày. Trong đó thì bác cũng đã phân tích, nghiên cứu rất chi tiết về từng cây thảo dược của từ tên gọi cũng như là cái công dụng của những cái cây thảo dược quanh ta. Vào nhờ vào bác mà cháu có cái nguồn cảm hứng để làm ra những cái video chia sẻ tới tất cả mọi người về những cái kiến thức về những cái cây thảo dược và cái ý mà bác muốn truyền đạt tới tất cả mọi người. Nếu như mà các bạn nào mà muốn đọc sách của bác Đỗ Tất Lợi thì có thể lên mua online hoặc là ra trực tiếp các hiệu sách. Họ bán cái quyển sách là Cây thuốc Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi. Đó. Bác Đỗ Tất Lợi thân mến, là trong video cháu chia sẻ rất chi tiết về những cái cây thảo dược quanh ta. Nếu như có cái cây nào mà cháu làm thiếu sót hoặc là những cái bài thuốc mà cháu chia sẻ chưa được rõ ràng cũng như là còn những cái khuyết điểm gì thì bác mà xem được cái video của cháu thì bác thông cảm nhé. Cái mục đích cuối cùng là cháu cũng muốn lan tỏa tới tất cả mọi người về kiến thức những cái cây thảo dược và để nó lưu giữ lại các bác ạ. Và đặc biệt là những cái mà bài thuốc mà những cái bài thuốc dân gian mà bác chia sẻ trên cái quyển sách của mình ấy thì cháu cũng đã trau chuốt và sưu tập rất là cẩn thận lại để chia sẻ rất là chi tiết tới mọi người. Anh chị và các bạn thân mến, cái cây mà ngày hôm nay anh Cò Gia Nâu sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn có tên là cây hoa cứt lợn. Tên nó hơi xấu, nhưng mà ngoài ra cái tên hoa cứt lợn nó còn có những cái tên sau. Cây hoa cứt lợn nó còn có tên là cây cỏ hôi, cây hoa ngũ sắc, hoa ngũ vị, cây bù xích, thắng hồng kế hay là cỏ cứt heo. Và cái cây hoa ngũ sắc này nó thuộc họ nhà hoa cúc, thường mọc dại tại nhiều nơi của nước ta. Và sau đây mình sẽ mô tả qua về cái cây hoa ngũ sắc này cho các bạn dễ nhận dạng và biết đến chi tiết hơn cái cây hoa ngũ sắc này, tránh nhầm lẫn với những cây khác các bạn nhé. Các bạn thân mến, trước mặt mình đây là cái cây hoa ngũ sắc. Cây hoa ngũ sắc có thể đạt được chiều cao từ 3 đến 50 phân, thuộc rễ chùm. Nó lên theo từng đốt, và đặc biệt là từ thân đến lá của nó đều phủ một cái lớp lông trắng và hơi rậm. Khi mà cây nó trưởng thành lên thì nó có hoa màu hơi tím tím và cái nhị của nó hơi trắng.
Các bạn nhìn thấy không? Và cái cây hoa ngũ sắc này nó còn có một cái dòng anh em của nó là màu hoa trắng. Thì ở video sau mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái cây hoa ngũ sắc nhưng mà nó là màu trắng. Thì chia sẻ chi tiết tên gọi của nó sau các bạn nhé. Cái thân của cái cây này này màu tròn, hình tròn. Đấy, mình sẽ quay gần lại cho các bạn xem về cái hoa của cái cây ngũ sắc để các bạn tránh nhầm lẫn với những cái cây hoa khác. Như vậy là mình tin rằng là các bạn nhận diện chính xác được đây là cây hoa ngũ sắc rồi các bạn nhé. Và cái cây hoa ngũ sắc này này nó rất dễ bắt gặp ở những cái vườn hoang cũng như là những cái sườn đồi mà có những cái người có chuyên môn về những cái cây thuốc thì họ sẽ biết để họ sử dụng. Còn những cái người dân như bình thường như chúng ta thì chúng ta sẽ không thể biết được đâu. Và khi cái hoa này nó già, nó ra quả, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó lở tung ra hình cầu. Và mỗi một cái nhụy hoa này nó sẽ mang theo một cái hạt hình dài màu đen. Và nó đi đến đâu nó sẽ mọc mầm đến đó. Và cái cây này phát triển sức sống của nó rất là tốt. Nếu như ở đâu mà có khoảng 1-2 gốc thì chỉ một thời gian ngắn thôi là cả cái dải đất đó nó đều sẽ mọc lên những cái bới cái cây hoa ngũ sắc này các bạn ạ. Anh chị và các bạn thân mến, là khi nói về cái cây hoa ngũ sắc này có rất nhiều vấn đề đã được phân tích và nghiên cứu rất là chi tiết về cái cây hoa ngũ sắc này. Theo lương y Đỗ Minh Tuấn thì cái cây hoa ngũ sắc này nó có tính mát, vị hơi đắng và cay, mùi hôi. Khi sử dụng đúng cách sẽ có tác dụng giải độc và thanh nhiệt, đặc biệt là nó đặc trị bệnh viêm xoang các bạn ạ. Và cái hoa ngũ sắc này nó làm giảm mạnh các triệu chứng của bệnh viêm xoang, giúp chúng ta sớm khỏi bệnh và đạt được sức khỏe như ban đầu các bạn nhé. Và bây giờ mình đã sưu tập và nghiên cứu được rất nhiều những cái bài thuốc về chữa bệnh viêm xoang từ cái cây hoa ngũ sắc này. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ chi tiết thì các bạn có thể xem nghe rõ mình chia sẻ và xem ở phần mô tả các bạn nhé. Những cái bài thuốc mà liên quan đến cây hoa ngũ sắc này chữa viêm xoang như sau. Bài thuốc đầu tiên, chúng ta có thể xông hơi bằng cái hoa ngũ sắc này. Tức là chúng ta chuẩn bị một cái nắm hoa ngũ sắc như này, một lượng vừa đủ. Thì chúng ta lấy hoa ngũ sắc này, các bạn nhìn rõ nhé, hoa ngũ sắc nhưng mà đúng màu tím này. Rửa sạch và ngâm với nước muối pha. Chúng ta chuẩn bị một lượng hoa ngũ sắc vừa đủ, sau đó rửa sạch và ngâm với một cái nước muối pha. Tức là nước muối chúng ta pha loãng đấy, ngâm từ 5 đến 10 phút để diệt khuẩn và cho nó sạch cái hoa ngũ sắc này. Sau đó chúng ta dùng hoa ngũ sắc này cho vào một cái nồi nước đun sôi trong vài phút để cái hoạt chất của cái hoa ngũ sắc này nó tan ra hết trong nước. Sau đó tắt bếp và tiến hành xông hơi. Khi xông thì chúng ta lên che kín toàn thân hoặc trùm chăn lên đầu để cái hơi của cái tinh chất hoa ngũ sắc này nó đạt được hiệu quả tốt nhất các bạn nhé. Và sau đó chúng ta kết hợp hít thở sâu để tinh dầu trong cái hoa ngũ sắc này thẩm thấu sâu vào cái liêm mạc mũi và các mô xoang các bạn nhé. Và các cái tinh chất bên trong cái hoa ngũ sắc này sẽ giúp các dịch nhầy gây cản trở hô hấp trong mô xoang tiêu dần để bệnh sớm hồi phục. Đó là cái bài thuốc đầu tiên là chúng ta dùng để xông hơi. Và thực hiện đều đặn mỗi một tuần 3 lần
tức là chúng ta tính trung bình khoảng 2 ngày một lần thì nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Sau một thời gian 1 tháng đến 2 tháng là sẽ khỏi các bạn nhé. Thứ hai, để chúng ta cái sử dụng cái hoa ngũ sắc này chữa bệnh viêm xoang trực tiếp các bạn nhé. Chúng ta chuẩn đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị cái số lượng cái hoa ngũ sắc này, một lượng vừa đủ. Thứ hai, chúng ta chuẩn bị bông gòn loại tốt nhá. Thứ ba là chúng ta chuẩn bị một cái lọ thủy tinh cái loại cũng nhỏ thôi. Sau đó chúng ta mang cái hoa ngũ sắc này về, chúng ta cắt bỏ gốc và rễ đi. Chúng ta mang cái hoa ngũ sắc này mang ra ngâm nước muối pha loãng cho nó sạch để sát trùng các bạn nhé. Đấy là hoa ngũ sắc này. Sau đó chúng ta mang cái lọ thủy tinh ấy, mang đi rửa sạch và sát trùng lại bằng nước sôi. Đó, khi chúng ta chuẩn bị được hoa ngũ sắc vừa đủ này, bông gòn sạch này và lọ thủy tinh rồi thì chúng ta sử dụng như sau. Chúng ta cho cái hoa ngũ sắc này vào cối hoặc chén, giã lát rồi vắt lấy nước cốt. Chúng ta cho vào lọ thủy tinh và giữ kín. Sau đó chúng ta dùng bông gòn sạch tẩm nước cốt cái hoa ngũ sắc này, sau đó nhét vào lỗ mũi đang bị viêm, đau. Chúng ta bị viêm xoang đấy, chúng ta nhét vào cái lỗ mũi, sau đó giữ yên khoảng 15 đến 20 phút thì rút bông gòn ra để dịch mủ bên trong xoang được loại bỏ ra ngoài. Sau đó rửa sạch lại vùng mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý, thực hiện liên tục đều đặn mỗi ngày đến khi mà đạt được kết quả tốt thì dừng lại. Đó là cái bài thuốc thứ hai để chúng ta trị viêm xoang, sử dụng trực tiếp từ cái nước cốt cái hoa ngũ sắc này các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sử dụng cách thứ ba là nhỏ mũi bằng dung dịch cây hoa ngũ sắc này. Chúng ta chuẩn bị như sau. Cây hoa ngũ sắc, hoa màu tím, đây mình đã chuẩn bị đây rồi. Sau đó là nọ nước nhỏ mắt rỗng, tức là chúng ta lấy cái nọ mà thuốc nhỏ mắt ấy, nó hết rồi, nó rỗng nhé. Sau đó sử dụng hết rồi thì chúng ta chuẩn bị được hoa ngũ sắc này. Thứ hai là cái nọ nước nhỏ mũi hoặc mắt rỗng. Sau đó chúng ta thực hiện như sau. Đem cái hoa ngũ sắc này cắt bỏ bỏ gốc và rễ đi, rửa sạch và ngâm trong nước muối pha loãng. Sau đó chúng ta vớt cái cây này ra, rửa lại bằng nước lạnh rồi vớt lên để cho nó khô nước để ráo đi các bạn nhé. Sau đó chúng ta đem cái hoa ngũ sắc này đi giã lát, như dụng cụ giã lát của chúng ta phải sạch sẽ nhé. Sau đó vắt lấy nước cốt và cho vào nọ nước, cho vào cái nọ nước mà nhỏ mắt hoặc nhỏ mũi rỗng vừa nãy chúng ta chuẩn bị đấy. Sau đó chúng ta để vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Mỗi ngày rõ đến 3 đến 4 lần, mỗi lần khoảng 4 đến 6 giọt dung dịch từ cái hoa ngũ sắc này để đạt được hiệu quả tốt nhất các bạn nhé. Và cái bài thuốc thứ tư là chúng ta sử dụng cái cây hoa ngũ sắc này bằng cách là sắc nước uống. Thì như sau, chúng ta chuẩn bị cái cây hoa ngũ sắc này tươi là tốt nhất các bạn nhé. Chúng ta khi chúng ta thu hoạch về thì chúng ta cắt gốc rễ đi, sau đó rửa sạch, chuẩn bị 30 đến 50 gram các bạn nhé. Chúng ta ngâm sạch cái hoa ngũ sắc này đi bằng nước muối pha loãng ấy, sau đó chúng ta để ráo. Chúng ta chuẩn bị từ 30 đến 50 gram, sau đó chúng ta sắc với 200ml nước sạch và kết hợp chúng ta cho vào nồi nấu đun cho đến khi mà cái nước sạch hỗn hợp đổi màu hoặc cái những cái hoạt chất của cái cây hoa ngũ sắc này tan ra trong nước nó có màu rồi thì chúng ta tắt bếp đi. Sau đó chúng ta nọc lấy nước cốt và để nguội, chia thành những phần nhỏ bằng nhau để dùng trong một ngày, tuyệt đối không để qua đêm các bạn nhé. Đó. Và cái bài thuốc uống này chúng ta sử dụng từ 7 đến 14 ngày
thì nó sẽ đỡ rất là nhiều. Các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay anh Cỏ Gia Lâu đã chia sẻ rất chi tiết về cái cây đặc trị bệnh viêm xoang, đó là cái cây hoa ngũ sắc các bạn nhé. Và cái cây hoa ngũ sắc rất dễ bắt gặp ở những cái chỗ mà nó hoang hóa, người ta không sử dụng đến, nó mọc rất là nhiều. Hoặc là những cái bãi ngô mà khi người ta thu hoạch rồi ấy, nó sẽ lên rất là nhiều. Và mình đã chia sẻ rất chi tiết ba cái cách để chúng ta sử dụng cái cây hoa ngũ sắc này chữa bệnh viêm xoang. Cách thứ nhất là chúng ta xông hơi. Cách thứ hai là chúng ta sử dụng trực tiếp bằng nước cốt của cái cây hoa ngũ sắc này. Sau đó chúng ta tẩm với bông gòn và nhét vào mũi, cái bên mà bị lặng ấy. Cái thứ ba là chúng ta mang cái cây hoa ngũ sắc về sắc với 200ml nước uống. Uống liền trong 2 đến 14 ngày sẽ vô cùng tốt và sẽ khỏi cái bệnh viêm xoang các bạn nhé. Và mình tin rằng là rất nhiều người đang bị bệnh viêm xoang mà không biết làm gì. Mình không khuyến khích các bạn là mang về sử dụng luôn cái cây hoa ngũ sắc này cho bệnh viêm xoang của bản thân mình. Các bạn cứ đi chữa hết các bài thuốc khác đi. Đến khi mà không khỏi thì chúng ta mới quay ra sử dụng cái cây hoa ngũ sắc này. Mình đã chia sẻ rất chi tiết cái cách để sử dụng cây hoa ngũ sắc rồi các bạn nhé. Các bạn có thể xem qua ở phần mô tả. Như vậy là trước khi mà kết thúc video ở đây thì mình cũng xin nhắc nhở các bạn một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất là mình chia sẻ rất chi tiết về tên gọi cũng như là những cái công dụng của mỗi một cây thảo dược. Còn sử dụng như thế nào thì các bạn phải nghiên cứu lại một lần nữa và tìm hiểu từ nguồn khác, và đặc biệt là tham khảo ý kiến của người có chuyên môn như bác sĩ chẳng hạn, để có một cái kết quả tốt nhất các bạn nhé. Và đặc biệt là mỗi cơ địa của mỗi người nó khác nhau, cho nên là cái dùng có phù hợp hay không thì nó lại là một cái khía cạnh khác, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Và ngoài ra, nếu như chúng ta sử dụng những cái cây thảo dược mà anh Cỏ Gia Lâu chia sẻ trên cái kênh của mình đấy, thì các bạn nhớ rằng là khi mà chúng ta sử dụng khô thì chúng ta phải phơi thật khô đi, để tránh cái tình trạng cây nó còn ẩm, dẫn đến cái việc là nó lên những cái lấm mốc không tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai là chúng ta phải sử dụng đúng liều lượng, không được nóng vội, không được sử dụng quá liều lượng là rất là nguy hiểm. Hoặc chúng ta sử dụng ít quá, noãng quá thì cũng không tốt. Và cái lưu ý nữa là các bạn phải kiên trì. Sử dụng cái cây thuốc thảo dược này là phải kiên trì thì nó mới khỏi được. Từ 7 đến 14 ngày hoặc đến 1 tháng, thậm chí 2 tháng thì nó mới có cái kết quả tốt nhất các bạn nhé. Và mình là người Hà Tây cho nên là giọng nó nặng, nói nó khó nghe thì các bạn thông cảm nhé. Các bạn hãy tập trung vào những cái ý chính của kênh, chứ đừng có để bụng mình nói ngọng hay là nói lắp nha các bạn nhé. Như vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Mình chúc tất cả anh chị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Nếu như mà yêu thích anh Cỏ Gia Lâu như mình thì hãy ấn nút đăng ký ủng hộ kênh cho mình đạt 1.000 sub đầu tiên nhé. Và mình cũng rất mong ý kiến đóng góp của anh chị và các bạn bằng cái cách là để lại bình luận của mình, để lại cái bình luận trên những cái video mà anh chị xem. Và nếu như mà anh chị và các bạn mà muốn mình tìm hiểu kỹ hơn về cái cây thảo dược nào thì hãy để lại bình luận các bạn nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.